hỏi: "Con là người phụ trách các cuộc họp hội trong trường học. Xin Hòa Thượng giúp con giải độc. Độc này của con có lẽ cũng là ba độc tham, sân, si như trong Phật giáo thường nói đến. Con cảm thấy con nên cố gắng học hành khi còn trong thời gian là học trò, nhưng con đã bị tình cảm ảnh hưởng. Lại cũng bởi vì con là nhân viên phụ trách họp hội với đại chúng, nên cũng gặp một ít khó khăn về phương diện hợp tác với người ta. Con biết con sanh tật xấu là vì trúng phải độc tham sân si. Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con." Đáp: "Tất cả các nghiệp ác đều do tham sân si từ vô thủy, đều là từ vô số kiếp về trước đến nay sinh ra. Lúc còn chưa bắt đầu, chúng ta đã trồng xuống chủng tử ô nhiễm, cho nên nay mới có tình cảm dồi dào đến thế. Tình cảm này do đâu mà ra? Là từ tham sân si. Do đó mới gọi là ba độc tham sân si. Đã biết rõ cái hại của ba độc là như vậy, tại sao mình vẫn không dứt bỏ chúng ra? Nếu quý vị muốn không tham, không sân, không si, thì không nên hành động theo tình cảm riêng tư. Vì con người là động vật có tình cảm, nên muốn thoát khỏi áp lực của thứ tình cảm, con tất phải cố gắng học hành. Con gái không nên giao du với bạn trai thì sẽ không bị tình cảm ảnh hưởng. Con trai nếu không có bạn gái thì cũng sẽ không bị áp lực của tình cảm khống chế.